Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện bây giờ Siêu Nhân đã đến với Tây Ninh nha cả nhà mình ha. Đến với cái chỗ mà mấy em cưa cây á, ở đây đó. Điện kêu Siêu Nhân vô cứu mấy bé Kỳ còn lại đi về đó cả nhà mình ha. Thì để Siêu Nhân xây camera giáp một vòng rồi cho cả nhà mình xem cái chỗ này, mà nếu như mà mấy cái em này mà đốn cây đi xong rồi thì cắt bé chó ở đây chết chắc. Đó thì mấy em cũng nói rồi, không có ai vô cho ăn hết đó cả nhà mình thấy nè. Đó, Siêu Nhân xây một vòng cho cả nhà mình thấy nha. Hầu như là không có nhà cửa, không có một cái gì hết, chỉ có cao su với lại mía thôi à. Đó, Siêu Nhân quay giáp vòng á. Còn cái câu chuyện mà của chủ của bé mà tự tử chết á thì nghe cũng hơi bị nhận người nha cả nhà ha. Tại vì Siêu Nhân vừa tới thì mấy em trai này nói kể cho Siêu Nhân nghe trước khi vô là Siêu Nhân phải như là xin người ta, giái người ta, rồi là hãy bắt tụi nó đi chứ cái anh mà thất cổ á, đeo cổ chết á, anh linh dữ lắm, là chủ của mấy bé Kỳ á. Còn mấy em đây thì còn có mấy ngày nữa là đã xong hết cái khu vực này, là chuẩn bị rút quân đi ra khỏi. Cả nhà mình thấy đốn trống trơn hết rồi nè, sẽ đang lên xe đó thì trống hết rồi, lên xe chở đi hết rồi, là ở đây là không còn một cái gì hết, hầu như là còn nguyên một miếng đất trống giáp ranh với Campuchia nha cả nhà mình ha. Bên đây con đường là Việt Nam, bên kia con đường là Campuchia, giáp ranh luôn á. Siêu Nhân mò đã đời giờ mới đến, đúng là cái nắng Tây Ninh cả nhà mình đó. Siêu Nhân quay giáp vòng cho cả nhà mình xem lần nữa ha. Rồi em trai này thì cho Siêu Nhân biết sự việc nè. Đâu rồi, nãy em nói là sao chứ mình đi vô trong đó là cái như là phải xin phép cái anh. Thì để em kể cho mà nghe. Rồi. Từ lúc mà em vô khui cái lô này ra là em vô em thấy ba con chó là nó quá ốm quá đói luôn, mà đi xiên qua xiên lại em thấy tội, không biết chó của ai, cái đầu hỏi tới lui lại đầu đuôi út ngọn lại là ra câu chuyện là nói là chủ nó thất khẩu chết, còn vợ thì bỏ đi bỏ tụi nó luôn là ba con hỏi mấy tháng rồi, kêu 2-3 tháng nay rồi, thấy nó đói nó ốm rồi xương sóc mới lòi ra dở hộp cơm ra gì thôi, là nước miếng mà em chảy ra luôn, gao gác để nó quất hết luôn. Nó là nuôi nó từ hơn nửa tháng nay rồi, nuôi nó ở đám này nè. Giờ chỉ còn vài bữa nữa thôi là tụi em rút đi qua bên chỗ khác rồi. Là lâu lâu như người ta vô thăm ruộng gãy của người ta là người ta mới cho ăn, tại người ta biết mà. Người ta cho ăn rồi là người ta cũng đi à, đâu ở đó đâu. Nó sống nó chết còn nữa. Nó là tội lắm, mà người ta nói là linh lắm, chủ linh lắm. Thì ở đây không ai dám đụng đĩa, mà thấy nó tội bởi vì cứ mới kiếm người, tìm người cầu cứu nó. Kiếm người cầu cứu. Kìa, một con này phải không? Giang, thấy một con không? Thấy một con không? Giang. Giang. Trời ơi, bữa nay mập vậy đó hả? Dạ. Rồi mập vô nhưng mà Giang đây con. Có người cứu rồi con. Giang, đây nè. Giang. Anh đứng im nó đi. Rồi. Dạ. Lạ. Chừng ngày mai là nó bây giờ nó về nhà của nó là trong khuất. Đó, lúc mù ở trong đó làm như có người ở trong đó vậy đó hả? Dạ, nhà trắng trắng đó. Nó là người ta cũng nói cảm cả bà chủ mua cây đây, bà chủ mua cây đây nè, bà vô cái bà mua ba hộp cơm luôn. Ba hộp cơm là chia cho tụi nó ăn luôn, đướng hộp cơm luôn, ngon cơm ngon là hoàng á. Cơm bùi gà gì luôn á, xong bà mới kể ra là tụi em mới biết được. Em nói hàng gì thế? Là cái bà chủ mua cái rừng cây này đó hả? Chủ mua ba cái cây ba gết cả chủ này luôn, chủ này cũng kêu là đưa tiền mua cho tụi nó ăn luôn. Đó là vấn đề đó, tại cái đầu em mới thấy tội quá, em mới kiếm người để cầu cứu cho tụi nó sống được sống á. Em cũng tội nghiệp, em cũng thương ba con thú động vật lắm. Còn chủ của nó mà treo cổ chết là chết trong cái nhà đó trong đó luôn hả? Dạ chết ở đó đó, em cũng biết chết đâu nữa mà chết ở trong đó đó. Trong nhà đó luôn. Giờ thì bỏ đi rồi. Bỏ đi luôn. Bỏ đi bỏ ba tụi nó luôn. Mà bây giờ là nãy nói thôi là có chó con trong đó nữa hả? Dạ, có chó con đó luôn, 2-3 con thì nù lắm. Với lại người ta vợ người ta trồng mì gì, người ta đổ cơm vô cái thau đó. Và cơm khô cũng gì hết rồi. Với bịch thức ăn nữa, thì người ta cũng giống như em vậy thôi. Người ta thấy tội nghiệp, người ta cũng làm phước vậy đó. Rồi người ta xong rồi ta đi rồi cũng là thôi. Chừng nào người ta vô nữa thì tụi nó mới có ăn. Chứ không thôi tụi nó đói gì đó, đói khát gì đó.
Bởi em thấy tội em, bởi vì em kêu ông tài xế đó điện cho anh đó, ông điện đó là kiếm người cứu tụi này đi. Thấy tội quá không có được. Cảm ơn em nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn tụi em rất là nhiều rồi đó. Còn có chân từng lãi nữa tụi em rút rồi, đâu có qua đây nữa đâu, vĩnh viễn không qua đây. À, cứ như là xong, chặt xong cái chùm cây đó nữa là đi luôn á. Dạ, tới chòi đó luôn đó. Giờ tới chòi của tụi nó, ba đứa nó ở đó là tụi em xong hết rồi. Chặt cái chòi của tụi nó luôn hả? Không, cao su á, cao su bên đây thôi à. À. Mua cao su thôi à, chứ đâu có ấy đâu, chòi bên đó là đất của người ta. Đó, là tụi em thấy vậy thì người chủ của chủ đất đó luôn, cũng kêu là vô. Ờ, cứu tụi nó đi coi nó chết. Ở đây anh thấy có căn nhà mà sao có cái cây chính giữa nè em, có giữa nhà nè. Đó cây đó cây để lại mà. Cây xuống. Không có, ở trong cái nhà, có trong cái nhà có gì mọc lên kìa, phải không? Ở trong cái nóc nhà, trên nóc nhà đó. Cái nhà đó đó phải không? Cái nhà trắng đó. Cái tôn gì nó chóc lên, cái nhà đó đâu phải liên can gì tới bên tụi mấy đứa đó đâu. Có ai không ai ở luôn hả? Dạ. Có ai ở không? Không. Trời này người ta bỏ người ta đi hết rồi. Cái này cái nhà tường đàng hoàng ta ngon vậy, lành vậy đó. Người ta bỏ người ta đi rồi, thanh lý cây hết rồi, người ta đi rồi. À, người ta đâu ở đâu. Như vậy là người ta cất lên để người ta là người ta làm cây ở dạ, khai thác á. Cạo mũ á. À. Bây giờ cưa hết rồi, người ta đi rồi. À. Bởi vì tụi nó đói luôn. Xong luôn, phải chi nó ở ngay chỗ mà khu vực mà có đông người á thì người ta còn cho nó ăn được. Còn vậy nó ở kia đó theo mình nghĩ như anh giờ anh thấy nước nồi cơm nước đâu. Trời không lớn chứ không có nước uống nữa khác. À, bởi cái chỗ đất trống đó, chỗ đất trời luôn, cái trời đó là cái chỗ đất luôn á, làm điện cho cái ông mà điện cho anh á, à. Kêu bắt cứu tụi nó đi thôi tụi nó chết. Đó là cái ông mà điện cho anh á, là mới điện cho anh đó qua cứu đứa đó. Thấy tội lắm. Tội nghiệp phải mấy anh hên là tụi nó gặp được mấy em trai này thương yêu tụi nó, chứ còn không là gặp có người ta không thương. Sáng nào tụi em cũng dở cơm nhà chưa ăn nữa, em dở cơm qua là chưa ăn nữa. Em thấy tụi nó đói là em múc cơm qua luôn cho nó ăn trước luôn á. Thấy nó đói nó tội nghiệp lắm. À, em làm không rồi tối về ở đâu, về nhà mình ở đâu? Tới bên Tân Phong lận, tới Tân Biên lận. Cái vấn đề bây giờ làm sao mà mình bắt được tụi nó nè? Nó cũng hiền lắm, nó cũng hiền lắm, anh cho nó ăn là nó ấy à. À, anh có mua xúc xích trong xe đem lên trên xe có gì mình dụ nó. Nhưng mà bây giờ là không có một gì hết, giờ có thể là trong đây 21. Bây giờ luôn á, em có thể nào em quen em hợp đồng một chiếc giùm anh một chiếc xe tải nhỏ vô bắt bỏ. Bây giờ em có công chuyện của em nữa. À. Em đi tiền bạc của em nữa, bây giờ công của em á là em mà đồng công đây mà em chuẩn bị em rút gì hết rồi. À. Có gì ngày mai á. Ngày mai cái đầu là sáng là nó lại tụi em à, sáng tại cho ăn hoài hơn nửa tháng nay là nó lại à, bắt nó luôn, ôm nó luôn á, nó không có gì hết à. Ba con ôm được hết luôn. Ôm hết, con nào cũng ôm được, giờ nó đang đẻ vô. Nhưng mà thật sự rồi sáng liền nói anh là 9 đứa mà trong đó là mấy đứa? Có ba đứa à, ba đứa là mấy đứa nhỏ à, nó đẻ có con đẻ. Con này như vậy là các anh đếm ba đứa lớn với lại sáu đứa nhỏ hả ta, để sáu con. Vậy quá, có mấy đứa nhỏ trong đó nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ là bắt cái một cái nào nó sợ nó chạy không? Có khi nào bắt không được không? Không bắt được. Bắt được hả? Có gì ngày mai gì đây với giờ tụi em rút hết rồi. À. Em rút hết tụi em có công chuyện nữa. Bây giờ là chắc xe cây này đầy lên rồi rút ra. Giờ tới xe cây trong đó sắp chữa đầy rồi, còn có một dây nữa đầy là tụi em rút hết gì rồi. Chiều tối tụi em đâu có ở bên đây được. À, không ai dám ở, tối ai dám ở trong đó như nhỏ. Dạ, tụi em có công chuyện á. À. Sáng vô là từ 6 giờ, 6 mấy, 7 giờ sáng là tụi em có mặt, tới giờ này là tụi em cũng về rồi. Rồi giờ em làm đi, anh ngồi anh suy nghĩ chút xíu cái gì anh em mình bàn lại ngày mai có thể là giúp cho anh kêu một chiếc xe tải chạy, tại vì mình qua vô đây là phải qua 3-4 cái chốt, không biết là xe tải vô đó cho. Cho mình, nếu như mình coi mình làm như vậy thì chắc nó cho, nó cũng biết vậy. Không biết mấy cháu quan trong đó luôn hả? Dạ, nó biết người ta như vậy trong đó luôn, vậy ở chỗ quen từ nào giờ mà. Dạ. Biết khu này cháu quan rồi. À, hồi nãy có một chốt biết, đúng rồi, có một chốt biết nó kêu ban chó mà của chủ chết đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nó ban chết. Nhưng mà bây giờ chiếc xe tải mình chạy qua là nó cho qua mình qua không? Mình cứ chạy từ cái qua mình nói nó một tiếng là cho qua. Mình xin chốt quá là chốt cho qua. Nó mình chạy cứ chạy từ qua chốt mình xin rồi nói vô mình cứu tụi nó như vậy đó là chốt người ta cho qua. Tại chốt của đó cũng biết mà, chốt ngay trên đây nè. À. Là biết gành luôn rồi, tại sát bên đây mà. Đó. Dạ. Bởi vậy mà mấy con chó đó nó đâu có ra ngoài này. Nó không có ra ngoài này miên một bầy ở ngoài này đó. Dù... Nhưng mà thật sự ra mình đi hết rồi trong đây nó nước đâu nó uống ta, đất khô rồi cái lấy nó ăn cái gì không lẽ nó ăn. Là nó phải chết. Nó đào củ mì à.
củ mì đâu, cũng bây giờ người ta có củ mì nào đâu. Ừ, hôm nay cao su với mía không? Bây giờ mía thì cũng đang chặt chuẩn bị cũng sắp hết luôn ở đó. Rồi có còn cái gì nữa đâu. Đồng đóng hết luôn rồi. Đó, mì mới trồng thôi. Cái động đất này nè, cái động đất trống này là cái động đất trống, anh thấy không? À. Trống dài tới cái chòi của tụi nó đó. Ừ. Là của chủ đó luôn. Chủ của cái chủ mắt luôn. Chủ của chủ mắt à. Là sáng điện cái ông kia điện cho anh đó là chủ của chủ đó đó. Rồi. Là chủ chính thức giờ là cái mía đất đó là kêu cứu tụi nó đi thôi, tụi nó chết. Đó. Chứ đâu có ai cho ăn đâu, lâu lâu người ta mới vô người ta cho ăn, thấy tội lắm. Bởi tụi em thấy tội quá, tụi em cũng chịu không nổi thôi, đi kiếm người cầu cứu thôi, thấy tội quá trời tội rồi. Bây giờ sao lội vô trong đó mình coi ba đứa tụi nó cái ta. Nó cũng không biết làm sao nữa. Nó vậy đó. Mà bộ này muốn chết à. Thì em mua nào tính em đi mua, em đi làm là em mua một ổ mì thịt heo quay đàng hoàng luôn, vô xé cho ăn luôn. À. Mấy anh công em kêu trời ơi. Chó được ăn kêu tội nghiệp nó, mày ơi biết sao giờ mình nhân vậy đi, mình cứu giặt trả ơn mình chứ có gì đâu, mình làm phước đi. À. Thấy nó tội quá, không biết làm sao hết, em đi mua luôn, em mua vô ăn cho 2-3 ngày luôn. Còn chủ người ta vô mua hộp cơm đùi gà bự nè, chia cho tụi nó, xé cho tụi nó ăn luôn. Nhưng mà bây giờ có một con bỏ ăn. Có một con nó bỏ ăn, nó muốn bệnh rồi. Bệnh rồi, bỏ ăn thấy, là mình... thấy tội lắm. Bởi vì em lúc đầu vô là xương sườn tụi nó đếm được luôn hả? Đếm được luôn. Xương đít, xương gì, xương thường, xương gì, ôi nó đi xiên qua, xiên lại giống như gan như nó sắp sửa rồi đó. À. Mà hơn nửa tháng nay tụi em với lại công ở đây vô làm, người làm ở đây là người này cho miếng, và ăn nó hơi nù lại miếng. Ừ. Cái mốt từng lại tụi em rút đi nữa là nó trở lành vậy còn hơn nữa. Là bởi vì chủ đất, chủ đó luôn là kêu đi cứu nó đi, nhưng thôi không thôi mắc. Bây giờ con bé Ki nó đang ở ngay trên cái đầu xe tải trắng này cả nhà mình ha, ngay ngón tay siêu nhân nè, nó múc mù trong đó đó, xa dữ lắm mà chiếc xe siêu nhân là bò vô không được, mà cái đường đây vô đó hơi bị phê à. Đó, thì nó nằm ở trong đó đó mà qua bên đó là mới gặp được hết ba bé cháu lớn với lại mấy bé cháu con nữa đó, nó nằm múc mù đó cho nhà mình thấy không sao không? Thôi siêu nhân xin tạm kết clip lại ha cả nhà ha, để siêu nhân suy nghĩ rồi tìm đường cứu các bé như thế nào. Cả nhà mình chung tay cùng với siêu nhân nha. Ngày mai siêu nhân sẽ hợp đồng xe hay là phương tiện nào để cứu các bé nha cả nhà mình nha. Bye cả nhà.